À, đau quá. Chị đứng lại cho ta. Ây da, 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 da. Ây da. Đừng, 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 đừng. Đừng, ây da, đau quá, đau quá. Ây da, bỏ ra, bỏ ra. Sao ăn đây ta? Đừng có bấu vô cái miệng của ta. Đau quá, đau quá. Ôi, ta sợ quá, đau quá, đau quá, đau quá. Thôi, ngươi tự lo bản thân đi nha. Thôi, ta chạy trốn chút đây. Bây giờ, đau quá, đau quá. Ta lên xe của quả, ta trốn đây. Ôi, đau quá, đau quá. Trốn xe của quả. Ây da, đau quá, đau quá. À, móc ngay cái lưỡi ta rồi. Móc ngay cái lưỡi ta rồi, cứu ta với, cứu ta với. Ơi, bậy rồi, bậy rồi, bậy rồi. Thôi, người người đi qua xe khác, người trốn đi, ta trốn trên xe của quả rồi. Con đó nó kẹp đau lắm á. Sợ quá. Ây da, ây da, ây da, thả ra, thả ra, thả ra. Thả tôi ra, thả tôi ra. Thả tôi ra, thả tôi ra. Ây da, thả tôi ra, thả tôi ra. Sợ quá, sợ quá, sợ quá. Thôi tôi chạy lên xe bồn tôi chốt đây. Đừng, đừng có đi theo tôi nữa, đừng có đi theo tôi nữa. Trời muốn ăn. Nè, ta leo lên xe người nè. Người dám lên đây không? Liêu liêu. Trời ơi, không biết lên kiểm ơn đúng không? Chỉ biết bò ngang mà thôi. Liêu liêu. Liêu liêu mắc cỡ. À, con cua nè. Có món ăn rồi nha. Để với ta nè. Ây, lại đây, lại đây, lại đây. Không nhập. Ê, da, đau quá. Lại đây nè, đưa đây. Đưa đây cho ta cắn miếng nào. À, ai da. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Uốn luôn, luôn. Ê, da, 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 da. Chạy đua đi ra. Uốn luôn, nhìn, nhìn, nhìn. Lần này đừng có kẹp tao nha. Thấy chưa, thấy chưa.
phận người ta chưa? À đau quá, thả ra. À đau quá đi trời ơi. À đó 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 đó. Nè giỡn mặt với ta hả? Ta hả, bắt cô tầm rồi. Giỡn mặt với ta hả? Ây da da, giỡn mặt. À đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. À ây da. Tôi rất kìa. Có người thì đau với tao. Tôi rất kìa. Có người chiến đấu với tao. Ây da, cái gì mà nhột nhột đằng sau vậy? Cái gì nhột nhột đằng sau vậy? Là cua đó. Để con cho ba. Để con bạn. Ê, ê, chào bạn, chào bạn. Chào bạn, giờ bây giờ mình cùng hợp sức để cắn con rết này nha. Trời ơi, sao vậy? Ai da da. Đúng rồi, đúng rồi. Tao sẽ ăn con cua nhỏ, tao không có cắn con cua. Chạy. À, đau quá, đau quá, đau quá. Đau quá, đau quá, đau quá. Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Cho mày đau nè. Chạy đau nè. Ai da, đau quá. Gì ha? Cắn cái đầu ngươi nè, cắn nè, cắn nè, cắn nè. Ai da, trời ơi, ngươi dùng vậy hả? Cắn nè, cắn nè. Cắn, ai. Đi đâu đây, đi đâu đây? Ừ. Dạ, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá, hù hù, mẹ ơi, cứu con với. À, mít sức cực mạnh của ta chưa? Cắn người này dùng vậy à, cắn kẹp kẹp kẹp. À, đau quá, đừng, 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 đừng. Kẹp đi, kẹp đi. À, chân ta mới vừa móng, người cắt hết móng của ta rồi. Ây da, đau quá, đây. À. Cắn người nè. Cắn người. Người còn muốn cháu ta không? Nói. Ôi, ta sợ rồi, ta sợ rồi. Buông ta ra đi, buông ta ra đi. Ây da, 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 da. Ôi, đau quá, đau quá. Ôi, da. Ôi, chạy, 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 chạy. Ây da. Da. Sợ ta chưa? Mày chiến đấu với ta nữa đi. Sợ ta chưa? Sợ ta chưa? Nói. Nói. Người sợ ta chưa? Ôi, sợ rồi, sợ rồi. Đẹp đau quá đi trời ơi. Kẹp cái bộ râu. Kẹp bộ râu, kẹp bộ râu rồi. Kẹp bộ râu luôn. Kẹp vào râu này. Kẹp đầu kẹp. Bé. Trời ơi. Bé. Bé. Chầm ra này. Nè. Kẹp nè. Chọt lét, chọt lét, chọt lét. Ây da. Nhột, 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 nhột. Chọt lét. Ây da. Người dùng giấy thô ta ra. Chọt lét, chọt lét, chọt lét, chọt lét, chọt lét. Ây da. Đau, 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 đau. Chọt lét, chọt lét. Ây da, da, da. Đừng, 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 đừng. Ta mới cắt tóc nè. Tóc ta mới mọc mà người nhổ hết tóc của ta luôn trời ơi. Cắt tóc. Cái râu nè. Cắt cái râu cắt coi. Cái chân nè. Trời ơi, ta mới vỗ móng mà ngươi cắt hết móng của ta rồi. Hu hu. Nó kẹp rồi, nó kẹp móng đẹp râu của ta. Cua ghe nhỏ nó kẹp ở râu rồi nè. À. Ý. Sợ ta chưa? Úi giời giời giời. Ý cho mày đau. Đâm vô nè, đâm cái chân vô nè. Là con này nói là đau quá, hiểu không? Nè, kẹp vô nè, kẹp này, kẹp nè. Kẹp 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 kẹp. Kẹp đi nha cưng. Không chạy đâu. Ờ, kẹp ngắt luôn kìa. Cưng ngắt rồi. À, cô nhỏ nó kẹp nguyên râu luôn rồi cứ ngắt luôn, không phiền. Khỏi chạy đi cưng. Khỏi chạy, đứt khỏi chạy luôn. Đau quá. Rồi xong á. Rồi xong. Cô ơi, con là cô. Chiến đấu với cô rết đi cho mình xét hiện bà. Thấy kẹp mi nè. Bè bè, gọi chút tôi xét cho mình. Đi 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 đi. Làm gì đó? Làm gì đó? Chú có xác ơi, có con gia hàng cua này nó kẹp con rồi chú có xác. Trời ơi, con ăn hiếp hai bạn trước hay là con hai bạn ăn hiếp con? Dạ dạ dạ, hai bạn hiếp con chứ. Không phải đâu chú. Bạn rớt đó con, tự nhiên con đang đi cái xong bạn rớt là rớt dí con nên con mới cắn bạn rớt nè. Hai đứa dừng lại đi, không được cắn nhau nữa. Phải biết yêu thương nhau chứ. Nè, rớt này cũng vậy nè. Tại sao con lại dí bạn trong khi bạn đang đi dạo? Dạ, tại vì con thấy bạn ngon á cho nên con định ăn bạn á chú. Nè, không được ăn bạn á. Thôi, tôi chạy trước đây. Thôi, bye bye nha. Chạy, chạy, chạy đâu đó? Lên, 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 lên. Nè. Nè, đố người lên đây được không? Lên, 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 lên đây được không? Liêu 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 liêu. Nè, liêu liêu. Xuống cắn ta đi, ta không có sợ đâu nha. Ta cũng không có sợ, ta không có. Nhảy lên cắn mi nè. Cắn ở đây người cũng nhảy lên được hả? Ta nhảy lên được cái gì? Ây da. Ây. Ha ha. Bạn có bạn. Ha.
Ơi, trong đêm mát quá à bạn. Rết đâu rồi? Rết. Đâu có tiêu rồi, ngu dám lên đây hả? Tại vì rết. Oh yeah. Mát quá. Thấy độc kết người nha. Vô đây. Come on, vô đây nè. Nè, thấy tụi tao không, tụi ta không dám vô hả? Tao gọi cho nằm tao nghỉ đây, tha cho người đó, nếu không là hai tụi ta cắn người nãy giờ luôn rồi. Thôi, bye bye. Chúc mừng ngon nha. Ai da, chóng mặt quá. Chóng mặt quá, đừng có chạy cái xe ta, chóng mặt quá. Không sợ da của cái chặt ta, cho sợ, cho người sợ ta nè. Mày mốt không có dám cắn tay nữa nghe chưa. Thôi, ta về đây.